Xin chào các bạn nhé. Sáng nay xe của chúng tôi sẽ đưa các bạn đi đến đồi chè Trái Tim của Mộc Châu, một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng trong tour du lịch Mộc Châu. Bây giờ đang là 8 giờ, hai bên đường của chúng tôi đi thì vẫn còn đang đọng những giọt sương ban mai chào buổi sáng, và đã đến bãi gửi xe rồi. Các bạn cùng theo tôi nhé. Đây là những quầy cho thuê váy dân tộc ở khu vực đồi chè Trái Tim, và du khách có thể thuê đồ và chụp ảnh ở đây. Đấy. Đây là váy của đồng bào người dân tộc gì hả chị? À, người Mông à? Đây là váy của dân đồng bào người Mông ở đây. Đây là những trang phục rất là lòe loẹt và lộng lẫy. Đối với đồng bào thì đây là những bộ trang phục rất đẹp, cực kỳ đẹp. Vâng, hành trình buổi sáng ngày hôm nay, đoàn của chúng ta đi tham quan đồi chè Trái Tim, một biểu tượng của du lịch Mộc Châu, và sau đó sẽ đi tham quan rừng mận Nà Kha. Đây cháu bé đấy, cháu đội mũ của bên công ty nào đây? Lét tua ở đấy, vàng ươm, vàng chóe nhỉ. Và đồi chè đúng là thực sự là vào đây cảm giác không khí rất trong lành và tinh khiết thật, hoa chè đầy rồi. Hoa chè đây. Đấy. Chúng ta vào đây là đang là hơn 8 giờ, cho nên là giờ bình minh, lúc này đang bình minh, cho nên là cảm giác là mọi thứ đang vẫn còn ban mai tinh mơ lắm. Khách chúng tôi đang đi vào khu đồi chè, hôm nay khách rất là đông, thấy toàn các cô gái Mông với cô gái Thái ở bãi chè thôi, nhưng thực chất là chúng ta khách của chúng ta đang thuê trang phục để chụp ảnh. Mấy tuổi con? Con 8 tuổi rồi. Sao 8 tuổi mà nhỏ như quả chuối thế này? Bạt ngàn chè. Nhưng mà thực sự là ở Mộc Châu người dân họ làm du lịch rất tốt, vì khi vào vườn chè thì cảm giác nó đẹp thì đương nhiên rồi, nhưng nó sạch sẽ, trong lành, xong rồi các cái dịch vụ thì phục vụ rất là ok, họ mời uống trà thoải mái luôn, uống trà miễn phí luôn, và ai mua thì mua. Thực sự là đây là mình cảm giác như đồi chè Trái Tim là một điểm tham quan nên đến trong chuyến tour Mộc Châu, không được bỏ lỡ. Kiểu tung mũ nhá.